bảo vệ danh hiệu ngôi vương của họ. Và dứt điểm đầu tiên ở trong trận thuộc tới từ Minh Trí. Họ cũng đã chuyển sang chơi bóng thực dụng hơn, xù xì hơn. Cơ hội! Tỷ số của trận đấu là 1-0. Sai lầm của cầu thủ Thái Sơn Bắc và họ đã phải trả giá bàn thua. Với cái bàn ở trong tiếng vừa rồi đó là Lê Quốc Nam. Bắc bên phần sân nhà. Đường chuyền hỏng của Quang Bình và ngay lập tức Thái Sơn Bắc đã phải trả giá. Chính Lê Quốc Nam là người đã cắt đường chuyền. Bình Thằng gần như không có một chỗ trống nào. Những trận đấu ở dạng lượt về của giải Phúc San HD Bank Quốc gia năm 2020 luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Vừa rồi là một pha đưa bóng vào tương đối nguy hiểm của quả không chính xác Thịnh Phát. Sau đó thì Huỳnh Quốc Cầm đã kịp thời sửa sai, phản công 4-2. Cơ một pha dàn xếp phản công mẫu mực của Thái Sơn Bắc và người ghi bàn đó chính là Vũ Đức Tùng. Pha chuyền bóng chính xác tới từ vị trí của Huỳnh Quốc Cầm. Từ Minh Quang là người đã thực hiện, nhưng Thái Sơn Bắc đã cho thấy họ có được những phương án tổ chức tấn công hiệu quả. Cơ hội như vậy là của trận đấu là 2-1. Một lần nữa thì lại có một sai sót trong khâu phòng ngự tới từ Thái Sơn Nam. Một lần nữa lại vượt lên dẫn bàn. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Tình huống đưa bóng vào đó là của Lý Đăng Hồ. Chưa đầy 2 phút. Vị trí pha mở bóng. Tỷ số được. Đó là nỗ lực của Lý Đăng Hưng của mình.